thưa quý vị thanh tra chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu từ kết quả thanh tra thanh tra chính phủ kiến nghị chuyển hồ sơ sang bộ công an hàng loạt vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại vận tải và du lịch xuyên việt ôi gọi tắt là công ty xuyên việt ôi Thông tin từ thanh tra chính phủ cho biết, tại thời điểm thanh tra, vào tháng 10 năm 2022, toàn quốc có 38 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 2 thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, 341 thương nhân phân phối xăng dầu, 18 tổng đại lý, 312 đại lý và hơn 17.400 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Kết quả thanh tra xác định, mặc dù còn nợ ngân sách nhà nước, tiền thuế, bảo vệ môi trường, nhưng nhiều thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã cho một số cá nhân vay nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân. Số tiền cho vay lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Trong số này có công ty Xuyên Việt Ôi, một trong những doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước. Cụ thể, tại thời điểm thanh tra, công ty Xuyên Việt Ôi đã âm vốn chủ sở hữu hơn 462 tỷ đồng, nợ nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường hơn 1.240 tỷ đồng, nợ quỹ bình ổn giá xăng dầu hơn 212 tỷ đồng. Tính toán sơ bộ, công ty Xuyên Việt Ôi nợ hơn 1.920 tỷ đồng, nợ nhiều nhưng công ty Xuyên Việt Ôi lại đang cho bà Mai Thị Hồng Hạnh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty này, vay nợ tới hơn 2.970 tỷ đồng. Ngoài ra, thanh tra chính phủ còn xác định công ty xuyên Việt Oi trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu thiếu hơn 3 tỷ đồng. Từ những căn cứ đã nêu, thanh tra chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính thanh tra kiểm tra việc trích lập quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó yêu cầu công ty xuyên Việt Oi thực hiện trích lập vào quỹ bình ổn giá xăng dầu số tiền hơn 3 tỷ đồng. Đặc biệt, thanh tra chính phủ kiến nghị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để xem xét, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường xăng dầu tại công ty Xuyên Việt Ôi. Cơ quan này cũng đã chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, ban bí thư quản lý có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra. Liên quan đến công ty Xuyên Việt Ôi, hồi tháng 9 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an A09 khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty này và một số cơ quan tổ chức Mở đầu vụ án, A09 khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc, và bà Nguyễn Thị Như Phương, phó giám đốc công ty Xuyên Việt Ôi, cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tính đến nay, A09 đã khởi tố tổng cộng 7 bị can. Trong số này, ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, bị bắt tạm giam về tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Thông tin ban đầu, ông Thọ bị cáo buộc thực hiện hành vi sai phạm thời điểm giữ chức bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Ngoài ra, hàng loạt cán bộ cũng vướng lao lý. Ông Đặng Công Khôi, cục phó cục quản lý giá thuộc Bộ Tài chính và ông Hoàng Anh Tuấn, vụ phó vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương, cùng bị bắt tạm giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ông Lê Duy Minh, giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, cựu cục trưởng cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh và ông Đỗ Thắng Hải, thứ trưởng Bộ Công Thương cùng bị bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Thưa quý vị, ở diện biến khác, đầu tháng 12 năm 2023, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 năm 2023. Danh sách có tới 198 doanh nghiệp với tổng số tiền nợ thuế là hơn 8.080 tỷ đồng. Trong số 198 doanh nghiệp, Công ty Xuyên Việt Ôi đứng đầu danh sách với số nợ thuế lên tới hơn 1.520 tỷ đồng, tức chiếm đến gần 19% tổng số nợ. Trước đó vào tháng 7 năm 2022, công ty Xuyên Việt Ôi bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu trong vòng một tháng rưỡi. Công ty này bị Bộ Công Thương xác định chậm nộp thuế hơn 680 tỷ đồng. Báo Thanh niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanh niên vn cùng kênh YouTube báo Thanh niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.